Mời các bạn đi theo mình đi lên nhà rồng Angkor. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những hình ảnh rất là đẹp đến từ các họa sĩ và các nhà nhiếp ảnh gia và nghệ nhân chế tác gỗ nha các bạn nhé. Những họa sĩ tài năng và những nghệ nhân khắc gỗ và những nhà nhiếp ảnh sẽ thể hiện những tài năng của mình để triển lãm tại nhà rồng Angkor nha các bạn nhé. Đây là những nghệ thuật mà mình thấy rất là đặc sắc các bạn. Tại vì nếu mà nhìn sơ qua thì nó đơn giản, nhưng mà nhìn kỹ vào thì nó là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao các bạn nhé. Trên cao của nhà rồng Angkor rồi. Bên sau tôi là những chương trình trước và chiều nay chuẩn bị diễn ra chương trình văn nghệ. Đêm mưa mình kia bạn. Bây giờ mình sẽ xuống dưới tầng 1 để review cho các bạn xem những tranh mỹ thuật với lại những hình ảnh họa sĩ đã vẽ và những tất cả đây các bạn xem những tất cả những hình ảnh mà nhà nhiếp ảnh đã tìm tòi những hình ảnh đẹp nhất để sáng tạo cho mình một hình ảnh để triển lãm ngày hôm nay các bạn. Các bạn có thể thấy hình ảnh rất giản dị nhưng mà rất đậm chất nghệ thuật các bạn nhé. Trước mặt tôi là rất là nhiều hình ảnh đẹp khác mà do tôi không có thời gian đi chụp từ cái một các bạn, cho nên các bạn không được thưởng thức thì các bạn thông cảm.